đời, nghề nghiệp cũng mang yếu tố gia truyền. Cho nên nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng theo một nghề mà dân gian chúng ta thường hay gọi là cha truyền con nối. Trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống, con cháu theo nghề ông bà cha mẹ và trưởng thành là không phải hiếm. Nguyễn Thị Kim Hồng là nghệ sĩ ca Huế được đánh giá cao ở câu lạc bộ ca Huế. Chị sinh ra và lớn lên tại phường Phú Bình, thành phố Huế, trong một gia đình có 3 đời theo nghề ca Huế. Nghệ nhân Thanh Hương là bà cố của chị, mẹ là nghệ sĩ ca Huế Nguyễn Văn Nam, cha là nhạc công nhà nhạc cung đình Huế Nguyễn Đình Mông. Ngày xưa tôi nhỏ nhưng mà tôi nghe tiếng đàn tiếng hát của ông bà ngoại, ông bà nội và đến ba mẹ tôi, và từ đó tôi có sự đam mê, tôi thích thú và tôi tìm tòi học từ gia đình, rồi từ đó tôi lại đến trường và tìm thầy và những cái bậc tiền bối để tôi học hỏi thêm. Sinh năm 1979, ngay từ bé, nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Hồng đã được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những bài hát ru, những bài ca Huế ngọt vị quê hương. Lớn lên trong cái nôi âm nhạc, 7 tuổi chị đã biết hát ca Huế. Tốt nghiệp trung học cơ sở, chị thi vào trường văn hóa nghệ thuật. Với năng khiếu sẵn có, cộng thêm được học hành bài bản, 17 tuổi chị đã tham gia biểu diễn ca Huế ở nhiều chương trình lớn. Sở trường của Nguyễn Thị Kim Hồng là hát chầu văn. Đây cũng là thể loại đem đến cho chị nhiều thành công nhất trên con đường sự nghiệp. Cũng vì lẽ đó mà Nguyễn Thị Kim Hồng còn được mọi người gọi với cái tên thân thương, Hồng Chầu Văn. Mới ra đời thì rất là ngập ngừng, rất là e ngại, rất sợ. Nhưng từ từ rồi làm quen với khán giả, với quần chúng thì từ đó để tạo cho tôi trở thành một con người bảo dạng giữa chúng đông người hơn. Mới bước vào nghề thì có rất nhiều những cái khó khăn, gian khổ, nhưng mà mình với sự lòng đam mê của mình thì mình sẽ quyết tâm cho bằng được. Chầu văn là một thể loại khó hát. Người nghệ sĩ không chỉ có chất giọng khỏe, ấm, trường độ, cao độ tốt mà còn phải say với bài ca. Nguyễn Thị Kim Hồng đã sớm khẳng định mình ở nhiều cuộc thi trong tỉnh và toàn quốc. Năm 2004, chị đạt huy chương vàng liên hoan đàn và hát dân ca, giai điệu quê hương lần thứ tư do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức với tiết mục Chầu Văn, Huế Tròn Nghĩa Tình. Cùng trong năm này, Kim Hồng vinh dự là một trong 3 nghệ nhân Huế tham gia chuyến lưu diễn tại Nhật trong chương trình triển lãm có tên Expo. Năm 2008, Huế Tròn Nghĩa Tình tiếp tục đem về tấm huy chương vàng quý giá cho Kim Hồng tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng các tỉnh Bắc miền Trung. Năm 2014, chị đạt huy chương bạc tại Liên hoan dân ca Bình Trị Thiên với tiết mục Chầu Văn, Đất Trời Biển Đảo Quê Hương. Và năm 2015 này, chị tiếp tục gặt hái thành công với giải B Liên hoan dân ca toàn quốc với tiết mục hát Chầu Văn Vần Bốn Mùa. Ah!
trong Châu Văn thì nó có rất là nhiều làn điệu, cũng có những cái những điều chẳng hạn như làn điệu Phú, điệu Thài, điệu Thường, điệu Ai, điệu Sóc vân vân. Mỗi cái làn điệu thì nó khó riêng của nó. Và hôm nay tôi cũng rất là đam mê những cái làn điệu hát Châu Văn này. Nghệ sĩ Kim Hồng luôn biết cách gây ấn tượng với người nghe ngay từ câu hát đầu tiên. Từ những bài bản cổ cho đến các bài ca mới, Kim Hồng luôn hát bằng tất cả niềm say mê của mình. Châu Văn là một hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của đào mẫu, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hát Châu Văn thường đi kèm với không gian diễn xướng đặc thù, đó là am, miếu, đền thờ. Chính vì thế, Châu Văn được xem là loại hình âm nhạc mang ý nghĩa tâm linh. Hát Châu Văn nó kẹn hơn cả cái làn điệu dân ca khác là bởi vì cần một không gian diễn xướng cụ thể, mà đó là các đền, các miếu ở địa phương chén, các cái lễ hội mang tính chất tâm linh của những người theo tín ngưỡng Thiên Liên Thánh Giáo. Và chính Kim Hồng đã có một quá trình gắn bó với các cái hình thức diễn xướng tâm linh đó, cho nên bây giờ trên sân khấu, trong các hội diễn, trong thính phòng thì Kim Hồng đã truyền tải được cái không gian tâm linh vào trong cái dòng ca, vào trong cách luyện lấy nhả chữ, cũng như thả cái tâm hồn mình vào trong nội dung các bài ca. Và đó là một nét riêng mà các nghệ sĩ khác không tìm thấy được. Vào những ngày tháng 7 vía cha, tháng 3 vía mẹ, tại Điện Hoàng Chén Huế, Kim Hồng tham gia hát văn cùng nhiều người trong gia đình chị. Đó là dịp thể hiện lòng biết ơn mẫu, cũng là dịp để những người làm nghề gắn bó với nhau hơn. Châu Văn giờ đây không chỉ bỏ hẹp trong không gian diễn xướng là đền thờ, am miếu, mà đã được đưa vào biểu diễn trong các chương trình ca Huế. Những bài Châu Văn quen thuộc như Huế Tròn Nghĩa Tình của nhạc sĩ Quỳnh Châu hay tác phẩm Khuyệt Danh, Cảnh Đẹp Cổ Đô thường được kết cấu trong chương trình ca Huế trên sông và nhận được nhiều sự khen ngợi của du khách. Không chỉ hát tốt Châu Văn, mà nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Hồng còn có một dòng hò mãi nhì thật mang mát. Đây là điểm mà bà cố của chị, nghệ nhân Thanh Hương rất thương cô cháu gái của mình. Bởi lẽ, bà chính là người có dòng hò hay, nổi tiếng của Huế xưa. Đến với ca Huế, Châu Văn từ thuở bé, bén duyên rồi nguyện sống với cái duyên ấy đến trọn đời. Ấy là con đường mà nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Kim Hồng đã chọn. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà chỉ có hoa hồng. Những gì mà chị đạt được hôm nay là kết quả của một quá trình liên tục rèn luyện. Niềm say mê dẫn dắt con người, nhưng chỉ có khổ luyện mới đưa đến kết quả mỹ mãn. Và với Hồng Châu Văn, mỗi ngày được hát, được ca là mỗi ngày chỉ là chính mình một cách trọn vẹn nhất.